Phạm Thanh Huy, sinh năm 1982, là một trong những kiến trúc sư và doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc ở Việt Nam. Anh đã từng nhận được giải thưởng Ngôi nhà mơ ước trong khuôn khổ Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 8. Bên cạnh đó, anh có những dự án đã được các tạp chí thiết kế trên thế giới như Arch Daily khen ngợi, như dự án Steakhouse, Mướp House, The Square, Six Sense Pay. Cuộc sống hàng ngày bận rộn, hối hả với công việc ngoài xã hội khiến Phạm Thành Huy ít có thời gian ở bên gia đình và gặp gỡ những người bạn. Chính vì thế, anh đã lên ý tưởng xây dựng một không gian sống gần gũi, thân thiện và có chút phá cách mang ngôn ngữ thiết kế cá nhân. Đặc biệt với anh, đó phải là tổ ấm đúng nghĩa. Nơi đó không chỉ là chốn đi về của riêng mình, mà còn dành cho những người thân, những người bạn cùng chí hướng tụ hội. Bởi vậy, anh đặt tên cho không gian sống của mình là nơi kết nối đam mê. Ngay bây giờ, hãy cùng MC Ngọc Sơn tới thăm không gian đặc biệt này nhé! Chào Sơn. Vâng, em chào anh. Hôm nay rất vui khi mà được đến thăm gia đình mình. Đây, anh mời Sơn vào. Vâng ạ. Đây, mời Sơn vào nhà. Wow, một không gian rất là rộng rãi và thoải mái ạ. Anh có thể giới thiệu về ý tưởng thiết kế của không gian này được không ạ? Gần như là cả gia đình sẽ tập trung sinh hoạt nhiều ở tầng 1. Và Sơn cứ ở phòng khách, Sơn cảm nhận xem không gian diễn biến như nào. Em thấy là phòng khách của gia đình mình sử dụng tông màu trầm và tạo cảm giác kết nối và ấm cúng, đúng không ạ? Cái triết lý của trong sử dụng của bản thân mình là vừa là kiến trúc sư vừa là người trong gia đình ấy, thì gần như hướng tới là các cái dạng mở. Và đây là vùng tâm đắc nhất của gia đình mình. Kia là chị của mình ở trong nhà. Đấy là chị của anh ạ. Chị của anh. Đây là cái hồ cá là lõi, cỡ như hình trái tim này. Đây là tâm đắc nhất của gia đình là ở góc này. Và mọi người sẽ thường sinh hoạt ở đây. Ví dụ sẽ ngồi đọc kinh kia, đọc sách, đọc ngoài trời. Mời Sơn gặp chị Mai. Dạ vâng, vậy thì bây giờ thì chúng ta có thể trò chuyện về không gian bếp. Vâng, chắc chắn đây là không gian yêu thích của chị đúng không ạ? Đúng rồi, đây là thế giới riêng của chị mà. Dạ vâng, vậy thì chị có thể giới thiệu thế giới riêng của mình được không ạ? Thực ra thì với cái cuộc sống bây giờ thì đương nhiên là bữa trưa là chúng ta sẽ không có ở nhà rồi. Nên là với gia đình chị thì yêu cầu là tất cả các thành viên bao giờ cũng sẽ có mặt ở bữa tối. Vì đấy là cái thời gian để mà có trải nghiệm, chia sẻ tất cả những cái vui buồn trong cuộc sống cùng với nhau. Thì Sơn nhìn thấy ở trước mặt đây là các không gian gần như là gắn kết với nhau. Và cái bếp chị mà anh là chị thích khi chị đứng đây đứng nấu bếp, chị sẽ nhìn toàn cả nhà. Đấy. Và khi có thể nhìn ngược lõi này lên được các cái phòng ngủ ở trên. Ở vị trí này. Đấy. Chẳng hạn như là mời chị Sơn ngồi đây. Em sẽ ngồi thử một chút. Đấy, ngồi thử nhá. Cảm ơn. Để ví dụ Sơn chị cảm nhận như nào? Vâng, thì cái cảm nhận đầu tiên của em khi bước vào một cái không gian nó mở và nó kết nối với nhau, nó không có sự riêng biệt giữa phòng khách và phòng bếp, chắc chắn là mọi người trong gia đình sẽ cảm giác thật sự là gần gũi. Và nó còn thấy ở cả trên tầng trên nữa. Và ngồi đây nhìn các tầng trên thì em rất là nóng lòng để lên khám phá những tầng tiếp theo của căn nhà này. Thì không biết là anh chị có thể dẫn em đi được không ạ? Rồi, chị mời Sơn. Mời Sơn đi vào đây. Dạ vâng. Đây là tầng 2 trong căn nhà của gia đình. Chị chia cái không gian này làm hai phần. Một là phòng ngủ chính, master bedroom. Vâng, khi bước vào đây thì em thấy là mọi thứ đều rất là gọn gàng và tối giản nhất có thể. Và cũng có một chiếc ghế yêu thích. Ghế này thích cực.
Chiếc ghế này để đọc sách đúng không ạ? Đúng rồi, đây là chỗ để chị ngồi đọc sách này. Buổi sáng hoặc là buổi tối thì chị có thể kéo rèm ra và mình nhìn ra ngoài. Đây là một vị trí cực kỳ thích. Dạ, mở ra là không khí tươi nó sẽ ùa vào và mình sẽ rất là thoải mái được enjoy cái thời gian ở đây. Thì ở đây anh lại tiếp tục vào một không gian là ở bên kia là góc tâm linh của gia đình, là phòng thờ. Đây góc bộ sưu tập của chị. Tại bộ sưu tập với chị rất thích đồ gốm. Ở trên này chị và anh chia sẻ góc tập thể dục buổi sáng. Thường thì là mọi người sẽ ít khi sử dụng đến cái không gian này. Vâng. Mà thường chỉ để các cái đồ, chẳng hạn như là các cái bình nước. Chị đang muốn sử dụng cái không gian này để làm một không gian để buổi sáng khi mà chị ngồi để yoga. Vâng. Hoặc là thì đấy là cái không gian để mà chị có thể sử dụng được. Nó cũng không rộng lắm. Vâng. Nhưng mà nó cũng, chị nghĩ là nó cũng khá xinh xắn. Wow. Không gian rất là rộng rãi. Từ vị trí này chị có thể nhìn được rất là xa. Vâng. Và chị có thể cảm giác như là mình được thả tâm trí mình, nó thoải mái hơn một chút. Vâng. Mà đỡ lúc nào cũng phải bị nhốt trong các bức tường ấy. Vâng, rất là thoải mái và bay bổng. Sau khi tham quan ngôi nhà thì em thấy là đây là một ngôi nhà sử dụng rất là nhiều những cái nội thất tự nhiên như là gỗ. Vậy thì làm thế nào để mình có thể bảo quản tốt nhất các vật liệu như thế ạ? Gỗ cũng là một vật liệu rất thân thiện với lại chúng ta từ rất lâu rồi. Sử dụng nhiều gỗ nhưng mà không được ảnh hưởng đến thiên nhiên, phải là một chất liệu gỗ trồng từ rừng tái sinh để chúng ta có thể khai thác. Nhà này đi một vòng nó là hai loại gỗ chính, một là gỗ tách. Gỗ tách là những cái loại gỗ sáng màu như em nhìn thấy. Hai là gỗ ốc chó, là gỗ tối màu. Nhưng cái gỗ này nó tầm khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Và cái gỗ này nó đủ tiêu chuẩn để khai thác, sinh ra là nó không bị ảnh hưởng vào thiên nhiên và môi trường. Tiếp nữa là cái bề mặt gỗ thì dùng các cái dầu dưỡng gỗ để nó ngấm sâu vào trong gỗ và nó không bị móc. Hoặc là các cái chạm vải khi em sờ nó cảm giác nó rất là thích, đúng không ạ? Và ở đây là đa phần ở đây là gỗ nội thất thì quy trình bảo hành của nó sẽ kéo dài khoảng 10 năm. Chúng ta sẽ bảo trì một lần, có nghĩa là em dùng cái giải pháp như cái khăn, em bỏ dầu vào và em lau trên gỗ, nó lại mới từ đầu. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh chị và em tin chắc rằng đối với những chia sẻ vừa rồi thì thực sự rất là quý báu đối với những gia đình mà sử dụng nhiều vật liệu là gỗ. Và thay mặt cho chương trình thì xin được gửi tặng anh chị một món quà lưu niệm và xin chúc cho gia đình mình sẽ có những phút giây thực sự là thoải mái và hạnh phúc trong không gian sống của mình. Chị cảm ơn Sơn và cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn Sơn, cảm ơn chương trình. Đến đây chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã cùng đồng hành với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Sắc Màu Thời Đại.